Huawei. Theo đó, Huawei sẽ vẫn tiếp tục được phát hành các bản nâng cấp phần mềm lên các dòng điện thoại của hãng này trong vòng 3 tháng tới sau khi nhận được một giấy phép tạm thời từ Bộ Thương mại Mỹ. Giấy phép này sẽ hết hạn từ ngày 19 tháng 8. Giấy phép có hiệu lực từ hôm nay sẽ cho phép Huawei thực hiện các hành động cần thiết để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ, trong đó có các bản cập nhật phần mềm, các bản vá cho các sản phẩm đã bán ra thị trường trong hoặc trước ngày 16 tháng 5 năm 2019 giấy phép này sẽ cho phép huawei duy trì thiết bị mạng lưới hiện tại và nhận các bản sửa lỗi an ninh tuy nhiên huawei sẽ vẫn bị cấm mua các sản phẩm dịch vụ từ các đối tác của mỹ mà không có sự đồng ý từ bộ thương mại nước này và khả năng được đồng ý là dường như rất khó có thể xảy ra có vẻ như động thái này là nhằm hạn chế những tác động không mong muốn lên các bên thứ ba đang sử dụng hệ thống hay thiết bị của huawei luật sư kevin gup cựu quan chức bộ thương mại mỹ nhìn nhận dường như họ đang cố gắng để ngăn chặn một sự sụp đổ của một hệ thống Huawei hiện không phản hồi về giấy phép mới từ Mỹ. Giấy phép tạm thời này sẽ giúp những người liên quan có thời gian để sắp xếp công việc và Bộ Thương mại Mỹ cũng có thời gian để quyết định các biện pháp lâu dài thích hợp cho các công ty Mỹ và cả các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nước ngoài mà hiện đang phụ thuộc vào thiết bị dịch vụ của Huawei, Thư ký Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross phát biểu. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về công nghệ và cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị do các hãng bị coi là mối đe dọa tới an ninh quốc gia sản xuất trong đó nhắm mục tiêu tới Huawei. Sắc lệnh khẩn cấp đã trao quyền cho Bộ trưởng Thương mại Mỹ trong việc ngăn chặn bất kỳ giao dịch nào có nguy cơ gây rủi ro cho các công nghệ và dịch vụ viễn thông hoặc công nghệ thông tin. Bộ Thương mại Mỹ cho biết đã bổ sung Huawei và 70 chi nhánh của công ty này vào danh sách đen, một động thái để ngăn Huawei mua các bộ phận và linh kiện từ các công ty của Mỹ mà không được Washington chấp thuận. Ngay sau đó, cả Google, Intel, Qualcomm, Broadcom đều đã tuyên bố ngừng hợp tác với Huawei theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ đây là một đòn giáng mạnh lên nỗ lực vượt qua các đối thủ để trở thành hãng sản xuất smartphone lớn nhất thế giới. Lên tiếng về việc này, Huawei cho biết người dùng của hãng sẽ vẫn tiếp tục nhận được các bản nâng cấp an ninh và cả các dịch vụ sau bán hàng, đó là những sản phẩm đã xuất xưởng tới tay người dùng và cả những sản phẩm đang lưu kho trên toàn cầu. Huawei cũng cho biết sẽ tiếp tục xây dựng hệ sinh thái phần mềm an toàn và bền vững để cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên toàn cầu. Phôi Linh